đây chuẩn bị xuống bong bột đằng kia chả thằng ngày ní á phụ dương đằng nón kia ta bay từ vô đây chi nắng cứ chia cả lại cái ao free phụ dương đằng tây vô nắng đời xa thằng ngày ní cứ chỉ thằng ngày trong cày ta lấy dương mọi người từ ngọc kia thạc lại nắng miên miên mà đưa tây vô chờ nhường nà ta bọn bọn đang mạch ngay nóng á, đại phụ dương thà nòm khía tới vô đầy chi nâng á. Đầy chi đại phụ rốt quạt ao bởi chia chôn lạc nạ free free á. Đó bê tới đó ngay nóng, đại sát ngay nóng chỉ ngay trong cào hay phụ dương tới hướng dư bẩn tích. Đó bê tới đó nóng kê đua vô chỉ lược trong cào so thà mặt tích nâng. Rồi chứ nế, ngay nóng tới ọt bởi giói, bà hà chỉ chăm cào một tờ. Bọn ta mình thuê nè tầng ngọt khía lời dương ai bộ bài ở đó một mơ phụ dương đào xa hộp đi phô một đòn. សួស្តីជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះពួកយើងនាំគ្នាមកផ្សារហូមឌីប៉ូដើម្បីទិញឈើខ្លះដើម្បីពួកយើងធ្វើ Garden Bed ដើម្បីដាំដំណាំខ្លះៗឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំទី1ដែលពួកយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើ Garden Bed ហើយដាំដំណាំផ្សេងៗណាតើលើមកតាមដានទាំងអស់គ្នាថាពួកយើងត្រូវការឈើអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើ Garden Bed ហ្នឹង Oh yeah, that's the one. Tui. Tui, nhưng đã lơ lơ kia đã chuẩn bị bởi chuẩn. No, no, I'm saying like, it's not like your vegetable. Đã, chuẩn ấy má nó mối nâng má. This is a 4x6. This is 1x6. Mối nâng sai cái vỉa phong, mối nâng. Well, you can get the $23 one. Hả? Yeah, I'm pay bay đô. This one probably last one. Nóng sai rồi mà anh chẳng đập đập phít. Do ta thua xạ ta mua bán đấy hẳn. We just start with one bed first or what? Hay tên màn đông nhỉ? How many you need? Ta nóng khóa chơ nóng hẳn. Khóa chơ 4 piece 80 đô mà rồi bạn. So 4 pieces is already $100. And then one more, 120, and then you haven't even buy the edge yet, the post. Holy, they're quite expensive. Climb leh, garden bed. Unless you're going to get the kit from Amazon, which is bong bong đang mở chơ, cứ thà lang thay clang một tên, khóa chơ từ về, bà hai chìm bảy feet nâng, từ bà đảo bên nâng á, hay từ tầng lang nâng, bà hai chỉ 4 inch nhỉ, mùi nâng chơ mùi phây. ព្រះអមតាឡាហើយខွာធ្វើ garden bed មួយហ្នឹងកម្ពស់ដែលយើងចង់បានហ្នឹងគឺទៅវាជាង100 30ម៉ៃដូច្នឹងបើសិនតែយើងទិញស្រាប់ស្រាប់ខ្ញុំថាវាស្រួលជាងហ៎ចឹងឥឡូវកំពុងមើលអាម៉ាហ្សនហ្នឹងហ៎ចាំមើលម្ដងថាមើលអាម៉ាហ្សនទិញអាម៉ាហ្សនឬក៏ទៅ Costco ចាំមើលមើលនេះបងប្អូនផ្ទៃមើលថាខ្ញុំនៅណាធ្លុះមកដល់ផ្សារ គេវាយមកឈុតមកឈុតឲ្យហ្នឹងណាចូលឡើងចូលឡើងមកទិញនៅផ្សារ Nhìn microwave này mơ tới xa đó mùi ní. Microwave này cứ chỉ hot range chả nâng cứ chỉ ta hai cho mùi khía. Nhưng thường mà hôm ấy tao việc bơn lăng lửa mà ta ở đây việc gặp bay đó vì mẹ là khía hề. Chẳng tới mơ tới lửa đã tao việc sâu chỉ được khía. Sự cảm hiệp ngay ní chụp trong Costco nâng tên bàn là bỏ mặt lúc kia đây. Được
ណាចាំមើលបងប្អូនអាចតាមដានទាំងអស់គ្នាប្រហែលជានឹងមានវីដេអូផ្សេងមួយទៀតដែលខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមដាក់ជាបន្តបន្ទាប់នឹងសកម្មភាពតគ្នាបន្តបន្ទាប់ណាអូខេសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាយបាយ